mà ế thôi. Già và ế hả? Nói như tán tán nhau mặt, đâu phải một mình đó, hơi bự nha, hơi nhột nha, cái lúc mà uống thì mặt hơi bự nha, kỳ nha, thẳng trực diện nha bên má. Uống uống đi chị, không chị là vì vớt tự nhiên. Quay cho chị uống cái thảo, ngon quá. Em đang quay mà quay để kỷ niệm, mình up clip mình kỷ niệm, em không tha. Rồi ở ngoài nè. Cái áo mà chị. Thì cái áo mà vừa áo vừa sang. Bây giờ lạnh quá thì chùm lên đầu đi. Bọc vô đầu luôn. Bọc vô đầu đi chị ơi. Lạnh. Chị ơi chị đâu rồi? Chị ngủ rồi. Cốc 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 chị đâu rồi? Mở cửa. Chào mọi người, Đà Lạt không lạnh lắm. Đây này con điên như thế nào đấy. Trời ơi, con mũi rồi hả? Con mũi. Ăn ra con mũi, chết rồi. Hồi ăn review cho em coi nha. Thôi vậy hả? Ok, chị review hay lắm á. Em rất là mất dạy. Hay em mất dạy. Chị không phải là cái con giống em cho nên chị không có gặp gì. Em không thích ăn xương đâu, nhưng mà lẩu gà phải có xương. Chị không thích ăn xương đâu. Chị thích ăn thịt thôi. Thịt em. Chị chê sửa chỗ cô nhà, cho thuê nhà chở đúng không? Đúng không? Em sẽ nói cho cổ biết. Không, mà để chị nghe đàng hoàng đó nhả. Không, sửa đó rất là đông khách, rất là thơm và ngon. Trời ơi, biết gì hèn vậy. Nhưng mà em sẽ nói là cho nãy mình mới ăn bánh tráng á, lật qua lật lại vậy nè, nó mới chín nó không nhỉ. Wow, wow. Đà Lạt phải biết bạn Đà Lạt. Thôi em sẽ kêu cổ đuổi chị để chị qua ngủ với em hả? Sao quên á, chị vẫn mê trai không mê gái. Ủa, ngủ với em chứ đâu phải là làm với em đâu chị này. Em ngồi đi chứ em sắp bị gì quay rồi đó, đẹp lắm, Thảo xinh lắm, Thảo cười tươi lên nào, cười tươi lên nè. Thảo bị ăn chín cọng hành, chín cọng hành nghe răng. Nè nè Kim Nhã nha, có cái cách đếm số người hơi kỳ nha, lúc thì 6, lúc thì 4. Cái con cameraman chơi cameraman trước rồi, sợ cái đạn sống mình không hiểu là cái gì luôn. Trả tiền đây chưa, không cầm dễ sợ thì cảm thấy thái độ quá thù đau giờ. Nè Kim Nhã nha, kiểm tra lại bộ đếm của chị nha chị. Hello chị, xin chào. Chào mọi người, đây là bánh ướt lòng người. Lòng em nè, chị ăn em không? Đây là Thảo. Đây là Trung Quỳnh Anh. Rồi đó. Đó. Em xin lỗi. Em thua lại cái đoạn này em dựng mà nó. Đây là Trung Quỳnh Anh thôi mà rớt đũa rớt ơn. Đúng rồi. Vậy làm sao không sao chị gả chồng cho em được không hả? Chồng gì con? Gả chồng sao? Đi nào. Nè Theo Annie đã tới rồi. Chị có thể vác em cả cuộc đời chị không? Cho cái gì vậy anh coi? À, tại chị tới trễ. Coi này, con làm tóc. Đó là cái họ làm sao? Nặng quá, 50kg thì sao? Không xuống. Mình phải đì nó, ai biểu nó tới trễ. Ai biểu tới trễ, hôm nay chị đền gì cho em nè. Mình phải đì nó. Ê, thôi bậy, đi bả thôi. Em là chị là khỉ hả? Chị là em là khỉ con, chị là khỉ mẹ hả? Con miệng ngăn ngăn quá. Cái gì đó, còn cái gì đó, cậu thì nó ba đi qua.